trong khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 13 năm 2024. Xin thay lời cho ban tổ chức Hùng Luân và Thu Hường xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý, toàn thể quý khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 13 năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí tưng bừng thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng Công an Nhân dân. Hôm nay, Công an tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai mạc chương trình Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 13 năm 2024. Tới sự khai mạc ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Đại biểu Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Đình Thảo, Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ của Công tác Đảng và Công tác Chính trị của Công an. Đại biểu tỉnh Bắc Giang xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Giang, đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị trưởng khối thi đua khối nội chính tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí chuyên viên phòng Văn hóa Văn nghệ, cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội cựu Công an Nhân dân. Một lần nữa đề nghị quý vị dành một tràng tay thật lớn để chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại biểu Công an tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, trưởng ban thanh niên, trưởng ban phụ nữ, các đồng chí trưởng các đoàn, các đội nghệ thuật quần chúng, các nam nữ diễn viên, cộng tác viên, các cổ động viên đến từ công an các đơn vị địa phương. Đến dự và tiếp tin còn có phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, phóng viên Báo Bắc Giang, phóng viên ANTV Bắc Giang. Một lần nữa, đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Sau đây, ban tổ chức xin được thông qua nội dung chương trình. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là phát biểu khai mạc, tiếp theo là tặng cờ lưu niệm cho các đoàn đội nghệ thuật quần chúng, tặng hoa ban giám khảo. Ban tổ chức kính mời đại biểu lãnh đạo Bộ Công an, ban tổ chức, ban giám khảo, trưởng đoàn đội nghệ thuật quần chúng chụp hình lưu niệm. Tiếp theo là phần thi diễn của 4 đoàn nghệ thuật quần chúng gồm Công an huyện Hiệp Hòa, Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và cuối cùng là Phòng Cảnh sát Giao thông. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Giờ phút mà chúng ta đối mặt với lại những cái đối tượng đấu tranh
thì cũng có giờ phút có một cái góc nhìn rất khác đối với cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Đấy, bên cạnh súng chúng ta cũng còn có những bó hoa rất là thắm tươi. Với tinh thần đó thì tôi xin phép khai mạc cái hội diễn quần chúng văn nghệ quần chúng công an nhân dân của công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 13 năm 2024, và thay mặt cho công an tỉnh cũng xin trân trọng cảm ơn cái sự quan tâm thường xuyên là quan tâm hỗ trợ phối hợp hướng dẫn của động viên các đồng chí cục công tác đảng các anh chị. Hôm nay đồng chí đại tá trưởng phòng có tham dự, xin trân trọng cảm ơn cái sự phối hợp hỗ trợ, rồi hôm nay có mặt động viên của các đồng chí ban tuyên giáo, sở văn hóa, bố trí quân sự, các ban ngành của tỉnh dự động viên lực lượng. Xin chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Toàn, giám đốc công an tỉnh. Kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 13 năm 2024, cục công tác đảng và công tác chính trị cũng như hội cựu công an nhân dân tỉnh Bắc Giang có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí thượng tá Đỗ Trọng Nghĩa, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức hội diễn sẽ lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại tá Nguyễn Đình Thảo, đại biểu cục công tác đảng và công tác chính trị, và đồng chí đại tá Nguyễn Văn Chức, phó chủ tịch hội cựu công an nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa toàn thể quý vị, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí trưởng đoàn, đội nghệ thuật quần chúng các đơn vị địa phương sẽ lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin mời đoàn nghệ thuật phòng cảnh sát cơ động, đoàn nghệ thuật phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đoàn nghệ thuật công an huyện Lạng Giang, đoàn nghệ thuật phòng cảnh sát giao thông, đoàn nghệ thuật phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, đoàn nghệ thuật quần chúng phòng tổ chức cán bộ, đoàn nghệ thuật công an huyện Yên Dũng, đoàn nghệ thuật công an huyện Tân Yên, đoàn nghệ thuật công an huyện Lục Ngạn, đoàn nghệ thuật công an huyện Hiệp Hòa, đoàn nghệ thuật công an huyện Lục Nam, đoàn nghệ thuật quần chúng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đoàn nghệ thuật quần chúng phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, đội nghệ thuật quân chúng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đội nghệ thuật phòng an ninh điều tra, đội nghệ thuật phòng an ninh kinh tế, đội nghệ thuật phòng an ninh chính trị nội bộ, đội nghệ thuật phòng cảnh sát hình sự. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại tá Nguyễn Quốc Toàn, giám đốc công an tỉnh sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các đoàn, đội nghệ thuật quân chúng. Trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
nghiệm cùng 18 đoàn đội nghệ thuật. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí giám đốc công an tỉnh. Xin mời các đoàn đội nghệ thuật quần chúng bước về phía sau. Tiếp theo, ban tổ chức xin được kính mời các trưởng đoàn đội nghệ thuật có tên sau sẽ lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin mời đội nghệ thuật quần chúng phòng quản lý xuất nhập cảnh. Đội nghệ thuật quần chúng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Đội nghệ thuật quần chúng phòng tham mưu. Đội nghệ thuật quần chúng phòng an ninh đối ngoại. Đội nghệ thuật quần chúng cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an tỉnh. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng hồ sơ nghiệp vụ. Đoàn nghệ thuật quần chúng công an huyện Yên Thế. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng an ninh nội địa. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đoàn nghệ thuật quần chúng công an thị xã Việt Yên. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng kỹ thuật hình sự. Đoàn nghệ thuật quần chúng công an thành phố Bắc Giang. Đoàn nghệ thuật quần chúng phòng hậu cần. Đoàn nghệ thuật quần chúng thanh tra công an tỉnh. Và đoàn nghệ thuật quần chúng trại tạm giam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Phước Toàn, giám đốc quan tỉnh sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các đoàn đội nghệ thuật quần chúng. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu những nhân vật rất quan trọng trong hội diễn ngày hôm nay, những người sẽ sát cánh cùng các đoàn thi từ đầu cho tới khi kết thúc hội diễn, những người cầm cân nảy mực, đó chính là ban giám khảo của hội diễn. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị giám khảo sẽ trở về trung tâm của sân khấu để nhận hoa cảm ơn của ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí thượng tá Đỗ Trọng Nghĩa, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức buổi diễn, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu và kính mời vị giám khảo nhạc sĩ Xuân Oánh. Trân trọng giới thiệu và kính mời giám khảo biên đạo múa Tú Năng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Toàn, giám đốc công an tỉnh sẽ lên tặng hoa cảm ơn các vị ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trân trọng cảm ơn đồng chí giám đốc quân tỉnh, cảm ơn các vị giám khảo. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban tổ chức, ban giám khảo, đại biểu cục nghệ thuật 3, ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở văn hóa thể thao và du lịch, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và thành viên ban tổ chức sẽ lên truyền hình lưu niệm cùng các đoàn đội nghệ thuật quần chúng. Xin trân trọng kính mời. Lên từ xây đất nước, nào cùng dựng danh sản xứ Việt Nam.
biểu. Xin được cảm ơn các trưởng đoàn đội nghệ thuật quần chúng. Xin mời toàn thể quý vị cùng trở về vị trí. Show me.